Vâng, tôi là Tạ Thị Thinh và tôi là giáo viên dạy các cái nghiệp vụ về testing, tester dạy ISTQB Foundation và ISTQB Advanced. Tôi đã dạy trong vòng khoảng 6 năm và thường thì Thinh hay tổ chức các cái khóa học offline ở Hà Nội. Khóa sẽ có từ 5, 10 đến 15, 20 bạn học viên và học tại Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Cái phố Duy Tân là được coi là một cái trung tâm công nghệ phần mềm lớn nhất ở Hà Nội, và có rất nhiều các bạn đã đi làm và có nhu cầu mong muốn học hỏi và nâng cao các kỹ năng nhiều hơn cho việc testing cũng như là lấy các cái chứng chỉ quốc tế như là chứng chỉ ISTQB. Vì thế mà Thinh cũng mở các cái lớp ở ngay tại Duy Tân để tạo điều kiện cho các bạn đi làm, chúng ta có thể đến đó và chúng ta học. Chúng ta bắt đầu nha các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Rồi, tôi sẽ dừng lại sau khoảng 2-3 slide thì tôi sẽ dừng lại để mà có thể trả lời hoặc là đặt câu hỏi với các bạn để chúng ta tương tác với nhau nhiều hơn. Phần nội dung trình bày ngày hôm nay thì tôi muốn trình bày với các bạn về 4 nội dung là nhu cầu của thị trường công nghệ thông tin về testing. Thứ hai là cái sự lựa chọn cho tương lai của các bạn, giới thiệu về testing là gì và các cái kỹ năng cần thiết của tester là gì. Thì với cái bài trình bày này thì Thinh cũng đã từng mang đi và trình bày tương đối là nhiều ở các trường đại học, định hướng cho test cho sinh viên của các trường, của các khoa công nghệ thông tin và thậm chí là sinh viên của các cái ngành liên quan đến ngoại ngữ. Chúng ta nhìn lại một số những cái thống kê về nhu cầu thị trường của ngành công nghệ thông tin mà chúng ta biết được, và dựa trên một số thống kê về các cái trang web uy tín, ví dụ như là các cái trang tuyển dụng, đúng không? Các trang tuyển dụng việc làm thì họ có thống kê lại rằng là cái tỷ lệ nguồn nhân lực của ngành công nghệ thông tin thì nó càng ngày càng tăng lên gấp bội. Đó. Năm 2016 thì chỉ cần 15.000 việc làm tuyển dụng, nhưng từ năm 2017 đến 2018 thì 80.000 nhân lực công nghệ thông tin, và cuối 2018 thì thiếu khoảng 70.000, đến năm 2020 thì thiếu hụt lên đến 500.000 nhân lực công nghệ thông tin. Thì các bạn biết rằng là mặc dù là các cái trường đại học chúng ta đào tạo cũng rất là nhiều, vâng, các bạn thấy cái ngành công nghệ thông tin nó ra đời, nhu cầu của nó lớn, thì vì cái nhu cầu đấy nên là các trường mới mở cái ngành công nghệ thông tin nhiều, đúng không các bạn? Chẳng có gì ngạc nhiên cả khi mà các bạn thấy rằng những cái ngôi trường mà cái tên của nó thì không liên quan đến công nghệ thông tin cả. Ví dụ như trường nông nghiệp, trường giao thông vận tải, thủy lợi. Các bạn thử đếm lại, nhìn lại xem là có cái trường nào không có khoa công nghệ thông tin không các bạn? Không, đúng không ạ? Tất cả các trường đều thấy có khoa công nghệ thông tin cả. Vì sao ạ? Một là vì nhu cầu của thị trường công nghệ thông tin nó rất là tăng rất là nhanh. Nếu như các bạn xem lại thì tuyển dụng của tất cả các ngành thì công nghệ thông tin là tuyển dụng lớn nhất trong tất cả lực lượng lao động mà của cái ngành này là lớn nhất. Ví dụ như bác sĩ, y tá thì còn phụ thuộc vào việc bệnh viện có mở rộng hay không, đúng chưa? Nhà trường, giáo viên cũng không thể mở rộng nhanh như vậy được. Và các ngành nghề khác cũng thế, nó không thể mở rộng nhanh bằng những ngành công nghệ thông tin được. Do đó mà cái việc đào tạo từ các trường nó cũng lại làm sao lớn dần, và hầu hết tất cả các trường đều có ngành công nghệ thông tin để đào tạo bây giờ, do cái nhu cầu thị trường nó tăng lên. Và nhu cầu thị trường về công nghệ thông tin tăng, Việt Nam đã trở thành một miền đất hứa của ngành IT outsourcing. Chúng ta cần hiểu một cách rõ ràng rằng outsourcing là gì. Có một số bạn không hiểu cái này đâu, cho nên là mình cũng phải giải thích luôn. IT là ngành phần mềm rồi, rồi nhưng mà outsourcing thì nó có nghĩa là như thế này. Nếu như mà cái công ty của mình mà trực tiếp tư vấn đến cho khách hàng ấy, thì chúng ta vừa trực tiếp tư vấn và vừa trực tiếp xây dựng sản phẩm cho khách hàng thì chúng ta không gọi là outsource, mà chúng ta gọi là cái hoạt động tư vấn và phát triển sản phẩm cho khách hàng. Thế nhưng mà cái số lượng công ty mà trực tiếp gặp khách hàng rồi là lấy được dự án rồi tư vấn và thiết kế cho khách hàng của Việt Nam là rất ít. Hầu như là ở các cái nước như là ở Nhật Bản, ở Mỹ hay ở châu Âu thì
thì các cái công ty về công nghệ thông tin họ tiếp cận đến khách hàng, họ tư vấn thiết kế cho khách hàng, đưa ra giải pháp. Sau khi mà khách hàng đồng ý chấp nhận, họ lấy được hợp đồng, xong rồi họ tư vấn và đưa giải pháp cho khách hàng xong, thì bắt đầu là họ thuê một cái công ty thứ ba có cái giá và chi phí rẻ hơn, ví dụ như là Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, để làm gì ạ? Để chỉ code và test cho họ thôi. Còn cái phần tư vấn và thiết kế thì họ làm hết. Và đương nhiên là cái phần mà lợi nhuận của họ sẽ là chiếm phần nhiều. Còn lại cái phần mà outsource, tức là cái phần mà thuê cái công ty như Việt Nam hay là ở Ấn Độ hay là Trung Quốc để mà phát triển, xây dựng code và test cho họ thì sẽ thấp hơn. Thì chúng ta đang làm ở cái khâu thứ ba đó. Chúng ta đang ở cái bộ phận thứ ba được thuê để mà chủ yếu là code và test cho một cái công ty tư vấn và thiết kế. Còn chúng ta thì ít khi mà có thể tiếp cận được với khách hàng cuối cùng để mà tư vấn và thiết kế cho khách hàng lắm. Và cái kiến thức trình độ của chúng ta, của Việt Nam nó cũng chưa lên cao lắm. Bây giờ ngày nay thì nó cao hơn nhiều so với cách đây 12 năm các bạn. Cách đây 12 năm khi tôi ra trường thì chủ yếu là hầu như các công ty outsource là rất là nhiều. Còn bây giờ thì tôi thấy rằng các công ty làm về sản phẩm và tư vấn cũng khá là nhiều. Tức là sau một cái thời gian mà chúng ta học hỏi theo, chúng ta làm hộ cho họ thì chúng ta cũng học dần được công nghệ của họ. Và bây giờ thì chúng ta cũng biết cách tư vấn, biết cách phân tích và đưa ra giải pháp. Rồi chúng ta cũng có thể gặp trực tiếp được khách hàng để lấy được dự án rồi, chứ không phải là một cái công ty trung gian nữa. Và nhu cầu nhân sự của công nghệ thông tin thì mỗi một năm nó tăng khoảng từ 25 đến 30%, tức là nó tăng rất là nhanh. Và các bạn biết rằng cái số lượng công nghệ, các cái công ty mà startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin là nó cũng rất là nhiều. Tức là nếu như một công ty startup mà mở vào các cái lĩnh vực khác ấy, thì so với cả startup so với cái ngành khác ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là startup của ngành công nghệ thông tin nó rất là thuận lợi, vì là nó không cần có vị trí, không cần có thuê mặt bằng, thậm chí chỉ cần có 2 người, 1 đến 2 người cộng với cái máy tính là có thể làm startup được rồi. Đó, có thể mở công ty được rồi, đúng không ạ? Còn những cái ngành khác là ngành sản xuất ấy, thì nó cần phải có mặt bằng, có phương tiện, có tất cả mọi thứ khác, nên là startup nó ít hơn. Còn ngành startup của công nghệ thông tin thì rất đơn giản các bạn. Tôi chỉ cần một cái máy tính, thậm chí một nhân viên, vừa giám đốc vừa nhân sự đã trở thành công ty rồi. Thì đó là một cái thuận lợi mà cái startup của công nghệ thông tin đã có. Điểm nữa là các ý tưởng, cái ý tưởng thì nó không hề mới, nhưng mà công nghệ thông tin thì đang tiếp cận dần đến tất cả các cái mọi lĩnh vực của đời sống. Nó giúp cho các cái sản phẩm sản xuất ra tiếp cận được với người tiêu dùng nhanh nhất và trực tiếp nhất, không cần phải thông qua các kênh bán lẻ truyền thống nữa. Vì thế nên là ngành công nghệ thông tin đang phục vụ cho tất cả những ngành khác. Các bạn đã từng xem những cái startup về nước mắm, đúng không ạ? Các cái startup về các cái sản phẩm truyền thống hầu như là nó đều phải gắn cái công nghệ thông tin vào để mà thực hiện và làm mới nó lên, để làm cho cái việc bán hàng truyền thống nó thay đổi. Bây giờ chúng ta bán bằng công nghệ rồi, online rồi, và các cái thể loại tiếp cận trực tiếp với khách hàng nhanh hơn. Thì đó là cái đóng góp mà công nghệ thông tin đang mang lại, và là lý do mà nhân sự của cái ngành này nó tăng lên nhiều đến như vậy. Bởi vì một lý do là nó đang phục vụ cho rất nhiều các cái ngành khác để làm mới và làm tăng tốc độ phát triển của các ngành nghề truyền thống cũng như các cái ngành sản xuất khác lên. Vì thế nên công nghệ thông tin nó mới tăng nhanh như vậy. Không biết là các bạn ở đây có phản đối gì với tôi về cái phần thông tin mà tôi vừa cung cấp về việc mà tăng nhân sự của công nghệ thông tin nhanh và nhiều như vậy không các bạn? Tôi có gặp 2 câu hỏi nhưng mà nó chưa liên quan đến cái phần mà mình làm, thì lát nữa mình sẽ trả lời cho 2 bạn đang hỏi xem về phần testing. Đây mình chỉ chia sẻ với các bạn rằng
là lực lượng ngành công nghệ thông tin thì nó tăng, nhưng mà đồng thời với việc đó thì số lượng sinh viên ra trường cũng rất là nhiều các bạn, vì là trường nào cũng đào tạo công nghệ thông tin, thành thử ra là số lượng đầu ra nó có thể là sao nhiều hơn cái mà người ta tuyển dụng vào. Và nhiều khi nữa là các bạn, ngoài các bạn mà sinh viên học công nghệ thông tin ra thì những bạn sinh viên học ngành khác có thể làm trong công nghệ thông tin không? Thì câu trả lời là có, hoàn toàn có các bạn. Chính chúng tôi, những cái người mà cái giai đoạn mà cách đây 2 năm trở lại đây thì mình làm trong ngành trong cái thị trường gọi là thị trường Nhật Bản. Và đặc thù của cái thị trường Nhật Bản này là đòi hỏi là các bạn ấy phải có tiếng Nhật trước. Tiếng Nhật học rất lâu các bạn, học rất là lâu. Và phải mất đến 2 đến 3 năm thì một bạn mới lên được N3 hoặc là N2 để có thể làm việc và nói chuyện với khách hàng. Trong khi thị trường Nhật Bản thì họ phát triển rất là rộng và cần rất nhiều nhân sự để làm cho cái outsourcing cho thị trường Nhật, thì buộc những cái công ty này đã phải tuyển dụng các bạn mà sinh viên của các cái ngành của các khoa về ngôn ngữ, khoa tiếng Nhật, đưa vào đào tạo về các nghiệp vụ, về test và làm trong các cái dự án về Nhật. Đó. Vì vậy nên là chúng ta không nghĩ rằng là chỉ có mỗi là học công nghệ thông tin ra thì mới làm vào các cái dự án phần mềm, làm trong các cái công ty về công nghệ thông tin đâu các bạn. Chúng ta hoàn toàn là thấy rằng rất nhiều các bạn khác học các ngành nghề khác mà cũng làm trong công nghệ thông tin khá là nhiều rồi. Vấn đề là họ có những cái ưu điểm gì để mà các công ty kia tuyển dụng thôi. Đấy là cái chúng ta có. Thế còn những cái khó khăn và những cái điểm thuận lợi thì chúng ta sẽ đi với cái nhau về slide tiếp theo. Ở dưới thì tôi đang có trình bày và sẽ trả lời tiếp các bạn ở bên dưới. Không biết là các bạn còn có thấy cái chúng ta có thấy cái phần nhu cầu tuyển dụng các bạn có thấy nó bị thấp không các bạn? Tôi đang muốn hỏi xem là bạn nào phản đối với tôi về việc là nhu cầu tuyển dụng của ngành công nghệ thông tin nó tăng và nó nhiều không ạ? Hình như là không đúng không ạ? Và chắc là chỉ có những người nào làm về nhân sự mới nhìn nhận và đánh giá được cái con số này thôi. Đặc biệt là Thinh đang làm ở một cái giữa giữa các trường đại học, kết nối giữa các trường đại học và các cái công ty, thì mình có mình nhận ra và theo các cái ghi chép của mình thì đúng là số lượng của nó tăng rất là nhanh, rất là nhiều các bạn. Một năm mà một cái công ty có thể đang từ 200 người thì sau một năm tuyển vào hẳn 150 người nữa, tăng lên là 450 người. Và mình đã từng chứng kiến những cái công ty mà lúc đầu họ chỉ 100 người thôi, chỉ khoảng sau 3 năm sau thì họ đã tăng lên khoảng 600-700 người, thậm chí 800 người. Rồi những công ty còn tăng rất là nhanh về số lượng. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái số lượng của ngành nghề này nó tăng rất là nhiều. Và các cái trào lưu công nghệ thông tin hiện nay thì đang là trào lưu về điện toán đám mây, an ninh mạng, big data, blockchain hay là IoT. Đó, thì đấy là những cái trào lưu mà chúng ta có. Và nhu cầu thị trường của công nghệ thông tin thì thực sự là họ đang cần và thiếu những điểm sau. Tức là mặc dù các trường chúng ta đào tạo ra nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là cái đầu vào phỏng vấn là vẫn thiếu nhân lực về chất lượng cao, hoặc là nhân lực phù hợp, thiếu về số lượng ở đây cũng phải đi kèm với chất lượng các bạn ạ. Gọi là qua được vòng phỏng vấn á, đạt được chất lượng và được nhận qua vòng phỏng vấn á, rồi thiếu nhân lực có lòng trung thành. Đặc biệt cái điểm này thì các bạn sẽ phải đồng ý với tôi, bởi vì là ngành công nghệ thông tin là ngành rất là đông và cái sự nhảy việc là lớn nhất trong thị trường lao động. Đó, chúng ta chưa từng bao giờ thấy rằng có cái ngành nào mà nhảy việc nhiều như thế này. Bản thân tôi thì ví dụ như tôi kiểm chứng rằng là tôi có thể có khoảng 2 năm 3 công ty chẳng hạn, tức là trong vòng 2 năm tôi có thể nhảy đến 3 công ty liền. Thì tôi còn chứng kiến bạn bè và những người xung quanh của tôi thì còn nhiều nữa. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái xu hướng chuyển việc của ngành công nghệ thông tin cũng rất là nhiều, rất là nhanh chóng khi mà chúng ta chuyển từ công ty nọ sang công ty kia. Thiếu nhân lực có ngoại ngữ tốt,
công nghệ thông tin lại còn cần ngoại ngữ tốt nữa các bạn. Đó là một cái điểm mà tôi sẽ phân tích cho các bạn về cái nhu cầu về thị trường, bởi vì là hiện tại chúng ta sẽ thấy rằng là như lúc nãy tôi vừa nói rằng là chúng ta chủ yếu là làm outsource và chúng ta chủ yếu là làm phần mềm cho nước ngoài, còn phần mềm ở Việt Nam khá là ít các bạn, không nhiều lắm. Và khi chúng ta làm cho nước ngoài như là các thị trường Mỹ, thị trường châu Âu và thị trường Nhật Bản ấy, thì họ là những cái thị trường lớn và họ thường tìm đến những cái công ty hoặc những cái nơi mà có giá rẻ hơn để mà outsource cái việc phát triển phần mềm và test, thì họ sẽ chọn những cái nước như là Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Khi mà họ chọn như vậy thì buộc chúng ta phải có ngoại ngữ tốt để nói chuyện với họ. Các bạn biết rằng Ấn Độ thì có một cái ưu điểm là họ nói tiếng Anh rất là tốt, đúng không? Sinh ra đã có tiếng Anh rồi. Vì thế nên là Ấn Độ vẫn là một cái nơi mà outsource lớn nhất trên thế giới. Và cái nguồn nhân lực của họ đã có sẵn ngoại ngữ rồi. Thế còn tiếp tục đó là Trung Quốc các bạn. Trung Quốc thì gần với Nhật Bản hơn và cái ngôn ngữ của họ cũng gần gũi với Nhật. Trước đây thì là hầu như là thị trường Trung Quốc là chủ yếu là outsource cho Nhật đó, rất là nhiều. Nhưng bây giờ dần dần khi mà có xích mích về mặt ngoại giao thì họ bên Nhật mới đẩy dần sang các nước khác như ở Đông Nam Á. Và kể cả có đẩy thì cũng đẩy từ từ thôi các bạn, bởi vì là người ta cần phải tìm kiếm những cái nhân sự công nghệ thông tin mà có thể nói được tiếng Nhật. Các bạn biết rằng là thị trường Nhật có một đặc thù là phải nói chuyện bằng tiếng Nhật với họ, bởi vì là tiếng Anh của họ không tốt lắm. Thế hệ thanh niên gần đây của Nhật thì còn có thể nói được tiếng Anh, chứ còn thế hệ trước đó khoảng tầm như kiểu 40 tuổi, 50 tuổi chẳng hạn thì hầu như là chỉ có nói tiếng Nhật thôi. Và cái tự tôn dân tộc của họ cũng rất là cao, ưu tiên là dùng ngôn ngữ mẹ đẻ, tức là dùng tiếng Nhật, bắt các nước khác là phải nói theo họ. Đấy, thì như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái ngoại ngữ nó gắn chặt với cả công nghệ thông tin. Muốn làm được tốt trong ngành này thì ngoại ngữ nó phải tốt. Và cuối cùng đó là chúng ta bị ảnh hưởng bởi xu thế startup. Vì vậy mà tôi cũng thể thống kê thêm một chút nữa của trường đại học khoa học tự nhiên đối với cái cơ hội của sinh viên khi ra trường. Theo trường, theo một cái thống kê trong vòng 3 năm thì sẽ thấy rằng là có khoảng 40% sinh viên là có việc làm trước khi tốt nghiệp. Đặc thù của cái ngành này thì không nhất thiết là bạn phải tốt nghiệp mới xin được việc làm, mà hầu hết khi tất cả các sinh viên đi xin việc làm thì họ cũng chưa cần yêu cầu bằng cấp chứng chỉ gì cả. Thậm chí có rất nhiều nơi là không cần biết là bạn có học đại học hay không, chỉ cần bạn làm được việc, đúng không ạ? Cái ngành công nghệ thì chúng ta không cần có bằng cấp đã có thể đi làm được rồi. Thế nên là số lượng sinh viên mà từ năm thứ 2, thứ 3 đi xin việc làm là rất cao, và có thể làm được nhiều việc ở trong các công ty rồi. 70% sinh viên là làm việc đúng với chuyên ngành đã học, và đa số là 60-80% việc làm là làm trong các cái doanh nghiệp tư nhân hoặc có yếu tố nước ngoài. Tôi vẫn phải nhấn mạnh lại rằng tại sao lại có yếu tố nước ngoài ở đây, bởi vì là thị trường nước ngoài đưa cái ngành công nghệ thông tin về Việt Nam là rất là nhiều, chứ còn ở Việt Nam các công ty làm cho Việt Nam là rất ít các bạn nhé. Rất ít luôn. Ví dụ một số công ty nhà nước làm một số cái sản phẩm của nhà nước thì cũng cần rất là ít người. Cần rất ít người các bạn. Người ta không có nhiều lắm, và số lượng này nó rất ít. Vì vậy là hầu như là chúng ta đang outsource với cả các cái công ty nước ngoài. 80% nhân sự chúng ta đang làm cho nước ngoài. Nên là đây là một yếu tố mà bạn nào đang phải hỏi lại xem là em có làm testing được hay không ấy, và có làm được vào trong ngành công nghệ thông tin hay không ấy, thì tôi sẽ hỏi ngược lại các bạn là thế em có ngoại ngữ hay không, tiếng Nhật hay tiếng Anh của em tốt hay không. Bởi vì là với nhà tuyển dụng, với những người nhà tuyển dụng mà làm việc mà có yếu tố nước ngoài này thì một trong những yêu cầu đầu vào là CV phải bằng tiếng Anh và có thể phỏng vấn trực tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thì để người ta lấy được người làm việc luôn. Đó là một yếu tố quan trọng mà các bạn cần để ý ở điểm này. Vậy ngược lại, nếu như bạn có tiếng và có ngoại ngữ rồi mà chưa có công nghệ thông tin thì có thể làm được hay không? Thì câu trả lời sẽ là có. Bởi vì là chúng tôi hoàn toàn có thể đào tạo được bạn
các cái kiến thức và nghiệp vụ về công nghệ thông tin. Bạn cũng có thể học nó trong vòng khoảng 1 năm thôi là bạn cũng có thể nắm vững được rồi. Đấy, thế nhưng mà cái ngôn ngữ và ngoại ngữ thì nó hơi mất thời gian đào tạo. Lương khởi điểm của sinh viên ra trường thì rơi khoảng từ 6 đến 8 triệu, hoặc cao hơn nữa thì có thể là từ 8 đến 10 triệu. Thì không biết là cái mức lương này tôi đã cập nhật chưa, hoặc có bạn nào phản đối là mức này cao quá hay thấp quá không. Nhưng đây là cái phần mà thống kê thôi, thống kê gần đây thôi. Còn cái thời điểm mà sinh ra trường cách đây 12 năm thì lương khởi điểm là 4 triệu rưỡi thôi, 4 triệu rưỡi 5 triệu thôi, đúng không ạ? Và bây giờ thì nó càng ngày càng tăng lên rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái mức lương ra trường của một sinh viên công nghệ thông tin là khá cao so với các ngành khác. Và các bạn còn thấy rằng cái mức lương trung bình hàng năm tăng còn nhanh hơn, đúng không ạ? Mỗi một năm tăng khoảng từ 28 đến 35%. Tại sao lại tăng? Thì tôi cũng muốn bàn thêm một chút, không biết là có ai phản đối cái này không? Tại sao lại mức lương, cái câu hỏi của tôi là tại sao mức lương của ngành công nghệ thông tin lại hàng năm lại tăng từ 28 đến 30% tăng nhanh như vậy? Thì các bạn nào và đã làm thì sẽ thấy rằng là ở ngành hầu hết tất cả các công ty về công nghệ thông tin thì người ta đều có hai cái thời điểm gọi là thời điểm checkpoint, thường là giữa năm với cả cuối năm. Checkpoint là một cái thời điểm mà người ta nhìn lại xem xét cái kế hoạch của bạn có đạt được hay không, xem xét những cái thành tựu, những cái kết quả mà bạn đạt được và đặt ra cái kế hoạch cho 6 tháng tiếp theo. Đấy là mục đích của checkpoint. Ngoài ra một mục đích cao hơn nữa mà chúng ta thường hay thấy đó là checkpoint là thời kỳ tăng lương. Thông thường thì cứ 6 tháng các bạn sẽ được tăng lương một lần, hoặc là có thể là 1 năm tăng lương một lần. Và mỗi một năm thì các bạn có thể tăng từ 800 đến 1 triệu rưỡi hoặc 2 triệu tùy từng cái năng lực làm việc của các bạn. Như vậy so với nhà nước và so với ngành công nghệ thông tin thì các bạn sẽ thấy nó khác hẳn nhau. Vì là ở nhà nước thì có thể là phải chờ các mức lương cơ bản tăng, hoặc là chờ thâm niên, chờ 3 năm. Nhưng với công nghệ thông tin mà các bạn thấy rằng ở các công ty mà sau 6 tháng hoặc 1 năm mà không tăng là các bạn sẽ chán và bỏ ngay. Bỏ và sang công ty khác ngay, đúng không ạ? Ngành này thì phần cạnh tranh về lương là đang rất là cao. Vì thế nên là mức lương ra trường thì nó đã cao rồi này, mà mức lương tăng hàng năm cũng rất là cao. Tôi còn nhớ rằng là khi mà tôi làm việc sau 6 năm, đúng không ạ? Thì mức của tôi mới tăng từ 4 triệu đến 9 triệu thôi. Thế nhưng mà có những bạn mà ra trường sau tôi nhưng mà lương còn cao hơn nữa. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là càng về sau cái mức lương nó lại càng cạnh tranh với nhau và càng cao. Tôi muốn dừng lại một chút để trả lời một số câu hỏi của các bạn là bạn quản gia Harvard ạ. Bạn hỏi là thưa cô, vậy về ngoại ngữ sau tiếng Anh thì tiếng Nhật sẽ được ưu tiên hơn tiếng Hàn, tiếng Trung trong nghề testing đúng không? Thì tôi có thể trả lời cho các bạn rằng hiện tại thì hai thị trường lớn nhất mà Việt Nam đang thực hiện outsource đó là thị trường châu Âu với cả châu Mỹ là dùng tiếng Anh nhé. Tôi nói luôn là thị trường tiếng Anh đi, đúng không ạ? Và thứ hai là thị trường tiếng Nhật là lớn nhất. Thế còn thị trường tiếng Hàn thì cũng bắt đầu có và xuất hiện rồi, nhưng mà nó cũng phải bằng thứ ba, thứ tư gì đó sau cái này. Chúng ta nhớ rằng tiếng Anh là lớn nhất bởi vì là gì? Châu Âu là chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm bằng tiếng Anh. Kể cả những bạn mà khách hàng Đức hoặc khách hàng Pháp cũng có thể là nói tiếng Anh được rất là tốt. Tiếp theo là Mỹ, Mỹ đặc biệt tiếng Anh rồi, đúng không ạ? Rồi chúng ta chưa kể rằng các cái khác như là Ấn Độ cũng outsource sang chúng ta, cũng tiếng Anh. Singapore, như vậy là tiếng Anh vẫn là thị trường lớn nhất. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy sự bùng nổ của thị trường tiếng Nhật mà outsource từ các công ty của Nhật. Về Nhật cũng bắt đầu đẩy dần, giảm dần các cái dự án ở Trung Quốc và đẩy về Việt Nam với cả Myanmar, Thái Lan chẳng hạn, các nước Đông Nam Á, thì thị trường Nhật cũng nổi lên là một cái thị trường mà cần nhiều nguồn nhân lực. Và một số phần còn lại là sử dụng tiếng Hàn. Tiếng Hàn thì cái số lượng công ty của Hàn là chưa nhiều lắm. Và chúng ta hiện tại để đang dùng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Nhật là nhiều nhất.
câu hỏi của bạn Đỗ Lan Anh là chưa học test manual mà đã học automation luôn được không, thì lát nữa mình sẽ trả lời sau. Trả lời sau để mình xem lại xem các bạn có hỏi câu gì không. Một số câu hỏi khác của bạn Thùy và các bạn kia thì mình sẽ tiếp tục trả lời sau, khi mà hỏi là em đang học ngành kinh tế đúng không ạ, đang học ngành kinh tế mà bây giờ muốn chuyển sang tester thì liệu được không, thì mình cũng trả lời luôn với bạn rằng là cái cơ hội mình lớn, cơ hội để làm việc của công nghệ thông tin là rất là lớn, và có rất nhiều bạn từ nhiều ngành khác đang chuyển sang để làm, để học về testing. Và mình cũng đã đào tạo nhiều các bạn từ thủy lợi, từ kinh tế sang làm test rồi. Vì vậy nên là hoàn toàn có thể khi mà bạn nhìn thấy cái cơ hội nó lớn như vậy. Vừa lúc nãy mình trả lời với bạn rằng cái số lượng nhân lực của ngành công nghệ thông tin nó đang rất là cao. Bạn sẽ thấy rằng không có ngành nào mà nó tuyển dụng một năm nhiều như vậy. Có những cái công ty mà họ tuyển từ 50 đến 100 người. Có những công ty mình đến mà anh giám đốc có đặt kỳ vọng rằng là năm nay anh phải tuyển đến 150 người, trong đó có khoảng 50 tester tuyển vào để thực hiện các dự án. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy một công ty nhỏ như vậy mà họ thực hiện cái tuyển dụng rất là cao, thì sẽ thấy được cái nguồn nhân lực của ngành công nghệ thông tin nó cần nhiều như thế nào. Và các bạn có không học công nghệ thông tin, các bạn cũng hoàn toàn có thể chuyển sang được ngành này. Và lý do vì sao mà nó hợp với tester thì chúng ta sẽ trình bày ở phía dưới sau. Bạn mà Nguyễn Thùy thì đang hỏi là em đang học ngành mạng máy tính 3 năm và không có khả năng tư duy về lập trình, vậy thì có thể chuyển qua học tester gặp nhiều khó khăn hay không? Chuyển qua học tester có gặp nhiều khó khăn hay không? Bạn dần rất may là bạn học mạng máy tính, tức là bạn cũng có nhiều về kiến thức về công nghệ thông tin, về mạng máy tính rồi, thì việc mà bạn chuyển sang học test rất là dễ dàng. Và đặc biệt như cái lúc khởi đầu mà mình có nói với bạn ạ, là gì ạ, 30 đến 35% nhân lực trong ngành công nghệ thông tin vẫn đang là nữ, các bạn nhé. Ngành nào cũng cần phải có cân bằng giữa nam và nữ. Vậy thì nữ vào học nhiều thì ra trường cũng phải có việc làm. Và đặc biệt mình nói rằng là cái nghề tester này nó có vẻ ưu ái cho các cô nữ nhiều hơn, bởi vì là nó cần cái sự tỉ mỉ, cẩn thận, trau chuốt và sâu sắc nữa các bạn. Sâu sắc ở đây là chúng ta phải hiểu rất nhiều ngóc ngách của hệ thống, hiểu cả cái mong muốn của khách hàng cũng như là cái sự tiện dụng của khách hàng. Vì vậy mà nó tương đối là hợp với cả nữ giới. Vì vậy mà bạn có thể xem xét chuyển sang nếu như mình thấy rằng lập trình của mình là không tốt lắm. Một bạn Phương Phương có nói rằng là cái mức lương khởi điểm với ngành công nghệ thông tin khi ra trường có cao quá không cô, vì mình chưa có kinh nghiệm. Thì mình nói với các bạn rồi là cách đây khoảng 12 năm thì khi mình ra trường mức lương nó đã là 4 triệu rưỡi rồi. Và hiện tại theo thống kê của mình với rất nhiều những bạn mà sau khi mình đào tạo hoặc là hỗ trợ giới thiệu việc làm xong, thì cái mức của các bạn đều đạt được từ 7 đến 8 triệu là bình thường. Và một số những bạn xuất sắc, ví dụ như mình nói rằng các lập trình viên hoặc những bạn mà có khả năng về ngoại ngữ tốt đó, thì thường hoàn toàn là các bạn có thể lên đến mức 10 triệu. Vì mình nghĩ rằng nó không phải là mức quá cao đâu, và nó sẽ tương xứng với cái công việc mà các bạn sẽ làm. Ngay từ đầu khi mà mình có chia sẻ với các bạn là tester thì không hề nhàn. Mình chỉ nói rằng là nó có thể học được, dễ học và thuận lợi với cả nữ giới thôi, chứ không hề nhàn tí nào cả các bạn. Bạn nào đã làm test thì cũng sẽ cho mình những cái điểm like này để thấy rằng là không nhàn tí nào. Tại sao lại không nhàn? Vì thực sự ra thì chúng ta cũng không phải dãi nắng dầm mưa gì ngoài đường, nhưng mà cái việc mà chúng ta 8 giờ có mặt ở công ty và 5 giờ mà có mặt ở nhà là quá xa xỉ các bạn ạ. Xa xỉ đó. Tôi thấy rất ít những bạn nào mà làm công nghệ thông tin mà về đúng giờ. Hầu như là chúng ta đều về rất muộn, không có ca kíp gì đâu các bạn. Mà công việc nó tương đối là
dùng đến đầu óc nhiều, nặng về đầu óc đúng không ạ, nặng về việc làm trên máy tính. Và thứ hai nữa là cái thời gian để mà các bạn hoàn thành được cái công việc được giao nó cũng khá là tốn thời gian. Nên là chúng tôi có trêu với nhau rằng là chưa bao giờ nhìn thấy cái mặt trời mà nó gọi là hoàng hôn, tức là rất ít khi mà về mà nhìn thấy mặt trời nó xuống, đúng không ạ? Chỉ đến khi mà tối sập sệ hết cả rồi, đèn đường lên hết rồi, bắt đầu là chúng tôi về. Đó thì những cái năm tháng mà làm việc thì các bạn nào đã trải qua chị hoàn toàn biết và hiểu được cái điều này. Đó là cái khoảng thời gian làm việc ở trong công ty là rất là dài mà nó không tính ca kíp gì các bạn ạ. Còn còn chưa kể cả là những cái đồng nghiệp, những bạn mà học viên bây giờ đang chia sẻ với tôi rằng là khoảng 6 tháng em OT rồi cô ạ, tức là overtime á, làm liên tục triền miên để mà hoàn thành dự án và chạy kịp deadline cho dự án. Có những cái lúc mà có những bạn mà con nhỏ thì thương vô cùng các bạn ạ, bởi vì là hầu như là phải gửi con ở nhà cho ông bà bố mẹ chăm sóc hộ, còn lại là mình vẫn phải ở công ty, vẫn phải đang làm dự án, làm phải cho xong. Thì nó tương xứng với cái mà các bạn sẽ bỏ công sức ra, với cả cái thời gian mà các bạn phấn đấu làm, thì đó là một cái mà tôi cho rằng là nó không hề nhàn và không hề quá cao so với cái công sức các bạn bỏ ra. Bạn Phúc Hưng thì còn nói rằng là mức lương mà tôi đưa ra từ 6 đến 8 triệu và 8 đến 10 triệu thì đối với những bạn có tiếng Anh ở mức khá và kỹ thuật thuộc mức tốt mới nhận được. Thì đúng là như vậy các bạn. 6 đến 8 triệu là mức trung bình thường cho một cái sinh viên mà thuộc tốt bình thường, và 8 đến 10 là mức mà khá. Thì tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là mức rất là tốt, và bạn phải có một cái kỹ năng tốt nào đó, một cái điểm ưu điểm nào đó thì bạn mới có được cái mức này. Ví dụ như là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật của bạn phải rất tốt, hoặc là kỹ thuật của bạn phải rất là tốt thì bạn sẽ được nhận mức cao hơn, và cái thăng tiến của bạn về lương cũng rất là cao. Thì chúng ta chỉ đang nói về trung bình thôi, và tôi cũng đang chỉ trung bình được ở mức ở Hà Nội thôi, chưa chưa thể cập nhật được ở Đà Nẵng hay Hồ Chí Minh là mức nào. Bạn Đỗ Lan Anh thì nói rằng là chưa học test manual mà học test automation luôn được không? Thì tôi khuyên bạn rằng nên học test manual trước đã, bởi vì là chúng ta phải hình dung ra được là test cái gì, nhu cầu của test là gì, và bạn cần phải suy nghĩ về hướng test như thế nào thì chúng ta sẽ học automation tốt hơn. Đấy, còn nếu như bạn học automation luôn thì bạn có kỹ thuật nhưng mà bạn bạn chỉ là người mà chuyển test cây thành code để chạy test tự động thôi, chứ còn bạn chưa nghĩ được cái cách test thì nó cũng không không được tốt lắm. Tốt nhất là bạn phải có cả hai, cả manual và cả automation thì nó sẽ là một thế mạnh cho bạn. Bạn No Azure thì có hỏi tôi là chia sẻ lộ trình học bắt đầu từ đâu không ạ? Thì về phần mà tiếp theo nữa thì tôi sẽ chỉ cho các bạn về cái lộ trình học để có thể giúp cho các bạn làm sao để chuyển thành testing được. Và chúng ta biết rằng nếu như chúng ta đang học ở trong trường thì chúng ta sẽ học môn gì, đầu tư cho môn gì là tốt hơn, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo nữa để tôi đang trình bày. Thì có thể là cái phần thống kê này của tôi nó chỉ tập trung vào một mảng nào đó, hoặc nó cứ chỉ chưa đúng lắm với tất cả ba miền, nhưng đây là một thống kê và một những cái điểm chung mà các bạn để ý rằng là ngành công nghệ thông tin có những cái này. Và tôi cũng khẳng định với các bạn rằng cái mức lương ra trường khởi điểm này là mức đạt được, mức 6 đến 8 triệu là bình thường, và mức 8 đến 10 là mức mà cho những bạn mà có khả năng giỏi về ngoại ngữ hoặc là kỹ thuật. 80% làm việc trong yếu tố doanh nghiệp nước ngoài, cái này chắc chắn đúng không ạ? Và tăng tăng lương trung bình của các ngành công nghệ thông tin là chúng ta sẽ tăng hàng năm. Và như tôi có trình bày rằng là có hai cái điểm checkpoint mà ở công nghệ IT, công nghệ thông tin nào cũng sẽ có, đấy là điểm checkpoint ở giữa năm và điểm checkpoint cuối năm,
Đây là cái thời điểm mà chúng ta vừa xem xét cái năng lực làm việc, kết quả thực hiện và cũng có thể xem xét tăng lương cho nhân viên. Và nếu các bạn nào thấy rằng mình làm ở công ty mà 2-3 năm mà chưa tăng, thì một là vì bạn đang muốn học hỏi cái gì đó, bạn vẫn còn ở lại. Còn nếu không thì hầu như là sẽ lựa chọn cái việc là tìm một công ty khác. Do vậy mà nó như là một cái chính sách chung của tất cả các công ty về ở phần mềm rồi. Nó phải có các quy định, lộ trình phát triển, lộ trình thăng tiến và lộ trình lương rất là rõ ràng cho nhân sự thì mới giữ được nhân viên ở lại. Có một điểm nữa các bạn phải để ý rằng là có sự khác biệt giữa các công ty của Việt Nam và công ty của nước ngoài. Với công ty của Việt Nam thì thường là họ tuyển sinh vào, tuyển người vào là mong muốn là làm được việc luôn. Còn công ty nước ngoài thì họ chấp nhận là tiếp tục đào tạo. Vì sao? Ở Việt Nam thì thường quy mô công ty nhỏ, và thứ hai nữa là họ không tổ chức các cái khóa đào tạo ít lắm các bạn. Cái phần tiền mà để đầu tư cho cái việc đào tạo rồi xây dựng nhân sự, nhân lực nó rất là ít. Họ chỉ tập trung vào việc sản xuất, phát triển thôi. Do đó mà cái khâu đào tạo này là ít. Nhưng các công ty nước ngoài thì họ lại chấp nhận đào tạo, và phần mà công việc liên quan đến đào tạo họ đầu tư khá là nhiều, bài bản. Do đó mà các bạn sinh viên hoàn toàn có thể ngay từ năm thứ 3 các bạn đã có thể xin vào các công ty này để tham gia các cái khóa học miễn phí và có thể học luôn, chứ chúng ta không nhất thiết là phải theo các cái trung tâm để mà học. Tôi muốn nói thêm một cái điểm này nữa để các bạn chú ý rằng các bạn đừng quá lo lắng về việc là chúng ta đã mất tiền đi học đại học rồi, xong rồi chúng ta lại mất tiền đi học thêm ở ngoài hay học tiếp nữa, học cho các trung tâm rồi mới đi xin được việc làm. Thì cái này chúng ta đừng lo lắng, bởi vì có rất nhiều các cái cơ hội được đào tạo miễn phí của các công ty người ta mở ra, và bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm những cái cơ hội này để mà vào được học và được đào tạo. Ở Hà Nội, Thinh chia sẻ rằng là ở Hà Nội nhé, vì mình không sống ở Hồ Chí Minh, nhưng ở Hà Nội thì từ những cái năm mà 2006, 2007 mà khi mình bắt đầu ra trường thì mình đã bắt đầu phỏng vấn và xin vào học của các cái công ty lớn như là Epsop, như là của FPT ấy, đúng không ạ? Rồi một số những cái công ty lớn khác mà có yếu tố nước ngoài ấy, thì họ đã mở ra các cái khóa đào tạo về lập trình viên và kiểm thử miễn phí rồi. Vấn đề còn lại là gì? Bạn phải test đầu vào, bạn phải vượt qua phỏng vấn và bạn được chấp nhận và đào tạo. Đó là những cái khóa học miễn phí. Trong cái năm ngoái và năm nay khi Tinh làm về cái mảng đào tạo định hướng nghề nghiệp và mảng đào tạo nâng cao cho tester ấy, cũng như là đi nhiều trường ấy, thì cũng có kết nối được rất nhiều các sinh viên của các trường với các cái công ty mà họ đang mở ra các khóa đào tạo miễn phí này, để giúp các bạn sinh viên nắm bắt và tìm kiếm được thông tin tốt hơn. Tại sao lại đào tạo miễn phí? Ở một công ty mà mình tham gia vào làm việc cho Nhật Bản á, thì họ đào tạo miễn phí là bởi vì họ muốn lấy luôn cái nguồn nhân lực từ cái việc đào tạo của mình cho các cái dự án của họ luôn. Các bạn cứ tính một bài toán như thế này: để mà tìm được một nhân sự có kinh nghiệm và có khả năng nói tiếng Nhật tốt thì tốn rất là nhiều tiền cho các công ty headhunter. Thứ hai nữa là cái mức lương phải trả cho người ta rất là cao, mà chưa biết là người ta có thể làm việc được hay không. Vì nhiều khi có những bạn mà có đưa vào CV là kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà vào một công ty với văn hóa mới, cách làm mới thì cũng gần bằng ngang với cả trình độ mới vào thôi, người ta gọi là fresher thôi. Đấy, thì thay vì rủi ro của việc nhận những cái nhân sự mà không chất lượng như vậy thì họ chấp nhận đào tạo. Mình có một cái tỷ lệ như thế này: nếu như các bạn mở một cái lớp đào tạo mà cho khoảng 50 người, bạn chỉ cần mất một cái phòng đào tạo rộng, đúng không ạ? Và tuần chúng ta chỉ tổ chức khoảng 2 đến 3 buổi học thôi cho 50 người đó, thì sau một tháng có thể rụng xuống khoảng mất 15 người đi, còn 35 người. Tại sao lại rụng? Là bởi vì là khi đào tạo thì có những cái phần khó, có những phần mà bạn không thích,
bạn lúc đầu bạn muốn vào nhưng mà bạn sau đó bạn lại suy nghĩ lại và bạn bỏ, bạn không theo nổi cái khóa học đấy, thì là bạn tự rụng dần, thì từ 50 người rụng xuống khoảng 35 người. Thế xong rồi tiếp theo nữa là gì? Sau cái buổi đó thì sau cái phần đào tạo đó thì chúng ta còn lại 35 người nhé. Thì tôi giả sử rằng đến lúc mà kết thúc buổi đào tạo lại làm một bài test và các bạn có thể là chỉ có khoảng 20 người vượt qua cái bài test đấy thôi. Rồi sau khi đào tạo xong có 20 người vượt qua đào tạo, những người khác không vượt qua thì sẽ không được công ty nhận vào, nhưng mà các bạn đã được họ đào tạo miễn phí. Thì trong 20 người đó họ tiếp tục phỏng vấn và nhận vào dự án thì họ có thể chấp nhận lấy từ 5 đến 10 người đó. Và cái chi phí để mà đào tạo nội bộ, đào tạo cho sinh viên như vậy rất là rẻ các bạn, bởi vì là trong vòng 2 tháng đào tạo mỗi tuần chỉ 2 buổi thôi thì họ sẽ lấy ngay cái nhân sự của chính công ty mang ra đào tạo, tận dụng luôn các cái phòng họp của công ty ngoài giờ học, ngoài giờ hành chính ra để mà thực hiện đào tạo. Như vậy là công ty không mất gì, mà trong khi đó công ty có thể lựa chọn được từ 5 đến 10 người trong 50 người, đúng không ạ? Trong vòng 2 tháng không phải trả lương để mà lấy được nhân sự tốt. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cách làm này sẽ có lợi cho cả công ty lẫn cho cả sinh viên. Đó, đây là một cách làm có lợi cho cả hai bên. Công ty thì lấy được người tốt và có thể đánh giá được ngay trong quá trình đào tạo. Còn sinh viên thì được tham gia vào những khóa đào tạo miễn phí mà những cái kỹ thuật mà công ty đấy đang cần dùng. Đó. Và hầu như nếu như nói về đào tạo test thì Thinh cũng khẳng định với các bạn rằng là những kỹ thuật đấy cũng dùng chung cho các công ty khác. Hầu như là dùng chung cho tất cả các công ty đều được các bạn ạ. Chứ không phải chúng ta suy nghĩ rằng là họ đào tạo thì chỉ riêng cho công ty họ thôi, không dùng cho công ty khác được. Không đâu, các kiến thức này thì đều chung cả. Chúng ta được đào tạo, chúng ta không đỗ vào công ty đấy, chúng ta có thể sang công ty khác và chúng ta xin được việc. Và rất nhiều bạn trong năm ngoái ở công ty cũ của Thinh đang làm được tham gia vào đào tạo miễn phí, không vượt qua được vòng phỏng vấn để nhận vào công ty của mình, nhưng mà sau khi liên hệ lại thì các bạn hầu như đều đã xin việc được sang các công ty khác hết. Thì đây là một điểm mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng chúng ta đang có cơ hội và chúng ta chỉ cần là nắm bắt được các cái cơ hội này, tìm kiếm các cái thông tin để tham gia vào các cái khóa miễn phí này thì các bạn hoàn toàn được đào tạo một cách đầy đủ và bài bản. Và đứng về mặt cái người đào tạo đúng không ạ? Thì ví dụ như công ty của Thinh cũng đang liên kết với các công ty khác để đào tạo miễn phí cho một đối tượng nào đó. Gần đây nhất là mình đang đi tuyển khoảng 20 bạn có tiếng Nhật để đào tạo cho một công ty, và 20 bạn này thì chúng tôi sau khi đào tạo miễn phí xong cũng chỉ nhận được khoảng 5 đến 7 bạn mà thôi. Thì đó là cái cách mà các công ty họ người đang thực hiện đào tạo và chúng ta có rất nhiều cơ hội, vì vậy nên các bạn hãy tranh thủ, đúng không? Đó là cái điểm nhấn mạnh mà mình muốn nói thêm để cho những bạn nào mà chưa có hoặc đang là sinh viên, chúng ta cần cần có những cái này. Thì quay trở lại đây thì mình muốn có một cái câu hỏi là muốn trở thành dev hay test thì cần những yếu tố gì và cần nắm những kiến thức gì, thì mình sẽ quay trở lại cái slide này ngay lập tức bây giờ, đúng không ạ? Là cái phần 1 của mình là cái phần liên quan đến thị trường công nghệ thông tin và những cái cơ hội việc làm. Thì vừa rồi mình muốn tổng kết lại cho các bạn rằng là cái thị trường công nghệ thông tin nó rất là rộng lớn, tuyển dụng của nó nhiều, số lượng của nó rất là lớn, hàng năm rất là lớn các bạn. Và các bạn không học ngành công nghệ thông tin đều có thể apply vào ngành này được, hoàn toàn là có thể apply được. Và thứ hai nữa là mình cũng muốn nhấn mạnh với các bạn về cái cơ hội được đào tạo miễn phí trong cái ngành công nghệ thông tin mà rất nhiều các công ty đang tổ chức ra. Thì các bạn hãy tìm kiếm và cố gắng
là chúng ta tham gia nhiều hội thảo hơn. Đặc biệt là mình phải nhấn mạnh với các bạn sinh viên là các bạn nên tham gia nhiều cái hội thảo mà trường hoặc là các cái bên khác họ tổ chức hơn, bởi vì là các công ty thì thường sẽ tranh thủ các cái hội thảo này để mà tìm kiếm nhân lực cho việc cho những cái khóa đào tạo miễn phí của họ. Do đó mà bạn hãy tranh thủ tham gia tất cả những cái diễn đàn hoặc là những cái hỗ trợ việc làm để mà chúng ta tìm kiếm được cơ hội này cho tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta nói về hai cái việc cơ hội việc làm và cơ hội đào tạo. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ vâng, tại vì là mình ở Hà Nội. Vâng, bạn No Hoa Giờ nói rằng chị chia sẻ đến chỗ như vậy ở Hà Nội ạ, thì tức là ý bạn nói rằng là những công ty nào đang thực hiện cái đào tạo này, đúng không ạ? Thì khá nhiều công ty các bạn, tôi có thể liệt kê rằng là Fshop vẫn là một trong những công ty lớn nhất mà tổ chức các cái khóa đào tạo miễn phí về cả lập trình viên và testing. Cowell, Ricke, LQA và hầu hết những cái công ty lớn mà có mặt hiện nay, tôi thấy rằng là xung quanh cái khu vực Duy Tân ấy đều tổ chức các cái lớp đào tạo miễn phí này. Thì nếu mà kể ra thì kể không thể xuể được, rất là nhiều, thì bạn sẽ chịu khó tìm kiếm ở các cái kênh tuyển dụng nhiều hơn, và chắc chắn với các bạn là có rất là nhiều luôn. Đó.